chưa có hồ chứa nào xả lũ sai quy định là nhận định của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khi trả lời báo chí trong nước liên quan đến thông tin hồ thủy điện xả lũ sai quy định, khiến nhiều đại biểu Quốc hội và người dân bức xúc. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có đúng là các hồ thủy điện xả lũ sai quy trình khiến tình trạng ngập lụt trở nên tồi tệ hơn, ông Hải nói rằng, theo ông, đến nay chưa có báo cáo nào nói rằng có hồ nào đó xả lũ sai quy trình, và các địa phương có hồ chứa đều khẳng định như vậy.